Ơi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Giờ là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Hiện tại Khánh đang ở nhà trên ba mẹ ở Phước Toàn, Long Hiệp, Bến Lức, Long An nè bà cô bác ơi. Rồi bây giờ Khánh xin phép là ghi hình một số hình ảnh sinh hoạt của nhà. Rồi sẵn đó là cũng thông báo luôn, thông báo tin mừng luôn bà cô bác ơi. Thì anh Khánh, chị Liễu ở bên Úc á, thì cũng anh chị là cũng thương gia đình, thương những bà con ở quê nhà. Thì anh Khánh, chị Liễu ở bên Úc á, là cũng tạo điều kiện cho Khánh là cái ủng hộ giúp cho Khánh trong cái dịp lễ Ngu Lan nè, tháng 7 nè, cũng trao những phần quà gạo, mì rồi đó, những phần quà nghĩa tình để gửi đến những bà con ở quê nhà, ở đất nước Việt Nam đây. Thì bây giờ á, thì ba mẹ kế hoạch đó thì cũng phát ở dưới Cần Giuộc, ở dưới á, là quê hương bên mẹ là ở Cần Giuộc. Thì sẽ trụ sở chính là ở dưới nhà dì ba dưới á. Thì cái địa điểm á, thì cái gì dì ba sẽ tìm hiểu ở dưới, rồi những hoàn cảnh nào đó thì dì ba sẽ gửi phiếu. Thì bây giờ Khánh cũng có ấy phiếu hết rồi. Thì kế hoạch á, thì 50 phần quà ở dưới dì ba và 50 phần quà ở dưới nhà, ở dưới Khánh, ở Bến Lức, Long An ở dưới nữa. Thì bây giờ Khánh thì cũng trước khi mà ghi hình những hình ảnh tiếp theo thì một lần nữa Khánh với gia đình thì cũng cảm ơn anh Khánh, chị Liễu bên Úc rất là nhiều luôn, đã thương, đã tin tưởng gia đình, rồi thương những bà con ở quê nhà ở đây, cũng gửi những phần quà nghĩa tình đến bà con luôn. Rồi bây giờ Khánh chuyển máy quay lại ở đây, tại bữa nay đặc biệt cái bữa nay cũng có dì ba lên nữa, rồi Khánh cũng có in giấy sẵn hết rồi, rồi Khánh sẽ gửi giấy cho dì ba luôn. Rồi thôi giờ để Khánh chuyển máy quay lại. Đây nè, dì ba lên hồi nãy sáng giờ, dì ba cũng làm rau, phụ làm rau. Hôm nay coi như là mấy ngày dì ba làm phụ lặt hẹ trường kỳ luôn. Dì ba ở chơi hôm nay mấy ngày rồi dì ba? Con cầm cho ông chơi hả? Nay 3-4 ngày rồi. Dạ. Chắc tính mai về, chiều mai về dưới đi bán. Dạ. Nãy giờ làm, giờ làm mệt quá trời, giờ nằm nghỉ mệt nhưng mà cô bác. Đây trời mưa nè, mới vừa mưa tới nữa rồi. Bên đây coi như là dì ba ngồi một cái võng, còn mẹ ngồi cái võng bên đây. Đây, đây nè mẹ nè. Thì này là có anh Khánh, chị Liễu bên Úc có gửi quà, mẹ có cảm nghĩ gì không mẹ? Mẹ mừng, nghe mà mừng, mà cũng cảm ơn cô Liễu với chú Khánh. Dạ, cũng thương mà cho quà của bà con ở dưới quê nhà, với Cần Giuộc, cũng quê bên mẹ. Dạ, con có in giấy rồi nè, để con lấy giấy ra luôn. Lấy giấy coi mẹ. Dạ. Cô Liễu với chú Khánh, dạ. Cảm ơn cô chú nhiều, dạ. Dạ rồi, con cảm ơn mẹ. Vậy là để con lấy phiếu. Dạ, nè nè, con có in phiếu à. Bây giờ tại mẹ với dì ba, mỗi người một bên phải quay qua quay lại nữa. Mẹ thấy hả? Cái ngày đấy, cái địa điểm thì cái mình ghi sao? Con có in dư, bây giờ thì không biết bao nhiêu tờ nữa, cứ in dư rồi bây giờ trước mắt là mình lấy 50 phiếu mình đưa trước, rồi có phát sinh gì mình tính tiếp. Dạ. Đây là chị ba để nè. Này mẹ nè. Bên này trăm phiếu đó không? Dạ cái này nè, còn cái đó là của con có ký tên đằng sau luôn á. Tại vì nhiều người hổm sợ là photo ra thì mình không kiểm soát được. Đây Khánh có ký tên đằng sau luôn đây mà cô bác. Đây phiếu đằng trước đây. Đúng phiếu, cái này phiếu này ở dưới dì ba thì dì ba sẽ ghi ngày giờ mình thống nhất rồi, ngày giờ đặc biệt là cái ngày thì Khánh đã cố định là ngày 27 tháng 8 là chủ nhật tuần sau. Địa chỉ thì dì ba sẽ ghi địa chỉ ở dưới. Dạ. Này dì ba. Con gửi cho dì ba nè. Mà đếm lại, em đếm lại đi em. Em đếm qua. Tại này con in dư. Có gì để vợ con đếm lại 50 tờ, giờ có phát sinh gì mình tính tiếp. Dì... gửi quà cho cô bác ở địa phương ở Cần Giuộc ha. Thôi tôi cũng không có gì hơn, có đôi lời cảm ơn
cô Liễu với chú Khánh nha. Rồi mới con mới có đưa phiếu rồi mà giờ ba mừng rồi. Mừng quá, cũng như ở địa phương tôi có giúp đỡ vậy là cũng mừng lắm rồi. Tôi cũng có đưa lại cảm ơn cô Liễu với chú Khánh. Dạ. Mừng quá trời luôn vậy. Chưa mới đưa phiếu rồi giờ ba mừng rồi. Rồi. Dạ để cũng không có gì hơn thôi, chúc cô Liễu với chú Khánh mạnh khỏe, hai dồi dào sức khỏe, mừng ăn phát tài. Dạ. Làm gặp nhiều may mắn nha cô Liễu chú Khánh. Dạ rồi mừng quá à. Bây giờ con cảm ơn dì ba rồi, có rồi. Gì con gửi phiếu này rồi. Cho dì ba vậy mình phát rồi tới chủ nhật tuần sau á vậy bà con tới nhận quà luôn nha dì ba. Rồi dạ để nhận dì ba về dì ba phát phiếu. Dạ dì ba cũng cảm ơn mừng quá trời. Dạ để có gì vợ con đếm rồi đưa cho dì ba đó, mẹ bởi mẹ đếm của cái đó là của con đó con, cái này là của Khánh thì Khánh tới hai nha, hai tây tháng 9 là cũng là mười mấy tháng 7 á, đây Khánh cũng có ghi ở đây tại vì Khánh là biết cố định cái giờ cái ngày luôn rồi, Khánh sẵn Khánh in luôn đây mà cô bác ở dưới khu dân cư của Khánh đây tụi con nè. Đây đặc biệt quên nữa, có thuốc cho Nhật Linh nè. Nè con chào ông bà cô bác nè con. Nè con đeo cái mít vô để cho ông bà cô bác nói cho rõ nè. Đeo vô. Thôi thôi đừng ngồi xuống. Đứng xuống, ngồi xuống xuống đây. Đứng cao quá. Tôi từ đứng thấp dưới đây sao con. Thôi không có tắm mưa. Không có tắm mưa nha, bệnh đó. Nè Linh. Con ấy thấp thấp xuống rồi. Tôi từ đứng ở dưới đây rồi con đứng chả nữa. Thánh đàn đứng ở dưới đây. Hay là đi xuống đây nè. Đi qua đi. Nè của bà của bác chứ. Bác Phí ở dưới tầng trụ á, nè gửi thuốc cho con nè, xem clip là thấy con nổi mụn nè, giờ bác gửi cho con nè. Nè thôi con tự lấy ra đi. Con tự lấy ra coi thuốc uống với thuốc xoa, thuốc bôi gì đó. Con lấy ra đi. Thuốc này là thuốc gì? Bôi. Thuốc uống à bôi? Bôi. Dạ này uống này hả? Nè. Sáng một viên. Uống nhiều nước nha, uống một viên uống nhiều nước nè. Rồi coi như là con lấy để dành, coi như là một uống cái này đi cho này thôi, coi như là một phần, còn một phần để riêng. Nha, một phần để dành, còn một phần này để uống liền. Nha, đó. Nha, để trị mụn đó nha con. Dạ. Quay qua coi mốt rồi có gì uống xong một thời gian rồi quay mặt lại cho con để cho bà con của bác xem nữa. Rồi sao con có cảm ơn bà không? Con cảm ơn cô gì? Đúng rồi, cảm ơn bác chứ, cảm ơn bác Phí ở tầng trụ á. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Rồi ráng về nhà uống thuốc cho hết bệnh nha. Mới bị đạt lớn, bị đạt yêu đương rồi nữa, nổi mụn. Rồi có gì con bỏ cho bệnh đi để dành ấy, sử dụng một phần thôi nha, còn một phần mình để dành mốt coi ai biết Nam có bị nữa không. Rồi sao con? Rồi con chút xíu rồi về. Dạ. Dạ con có ấy dự phòng á thì con cứ để. Lúc này đang khó khăn mà thấy công nhân thất nghiệp nhiều lắm á dì ba. Cái hoàn cảnh hả, lợi hả, mua gạo mà mua lần có 5 ngàn, dạ. 10 ngàn bạc thấy những cái mắt luôn á. Vậy lại xong rồi bữa đó giờ ba đứa mẹ coi như là đồ đạc rồi chở xuống xong mình phát luôn hả dì ba? Nè em cầm máy quay vậy. Dạ thì dì ba thấy hoàn cảnh nào mấy dì ba cứ phát phiếu đi. Dạ dì ba giữ. Dì ba giữ đó nếu mà hoàn. Dạ. Nếu mà hoàn cảnh nào mà dì ba thấy mà tối trễ quá thì không có đúng bây giờ mình thì dì ba cứ giữ đó xong rồi người ta tới lấy sau đâu có sao đâu dì ba. Dạ. Nè em ấy giùm anh cầm anh máy quay vậy anh đưa tiền cho mẹ luôn rồi để tại vì anh Khánh chị Liễu á cũng có ủng hộ nè đây chào mà cô bác nè. Té em. Thôi té em con. Ôi ôi. Uống xong rồi bôi nha. Nam chào bà cô bác nè con. Vậy là Nam cũng sức luôn đi, Nam nổi mụn rồi. Thôi con. Nè em cầm máy quay giùm anh đi em. Để vậy con gửi
con gửi tiền cho mẹ rồi có gì giao đồ tới mẹ nhận giùm con. Dì ba mới cầm phiếu không mà dì ba là thấy là vui mừng hạnh phúc rồi. Dì Quý làm gì đó? À, rồi anh em cầm máy quay giùm đi. Tại vì á, dạ. Tại vì á, chị, anh chị cũng biết ở nhà Khánh bán tạp hóa đó, bán đồ này kia. Rồi anh chị cũng có dạng như là mua ủng hộ, coi như là một phần là giúp, giúp coi như là giúp được đôi đường luôn. Vừa cho bà con mà giúp cho Khánh bán đồ nước nước mắm rồi luôn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trước mắt là đưa cho mẹ 15 triệu đi. Rồi có gì họ giao mấy cái ấy xuống rồi mẹ có gì mẹ trả tiền giùm con nha. Nè mẹ, mà trước mắt là gửi cho mẹ 15 triệu. 15 triệu là 50, trước mắt là 50 phần. Coi như là giá trị là 300 ngàn một phần. Dạ có gì để mẹ, để mẹ con ấy, con thì con cũng ấy rồi, gạo này kia rồi á. Dạ. Để trước mắt là 50 nha mẹ. Thì có gì phát sinh thì tính tiếp. Mừng trời, 15 triệu này làm cũng đã đời chơi đâu. Không, cũng đã đời chứ đâu phải bển. Cô chú cũng làm cực khổ lắm mới có tiền gửi gì cho ở bên này bà con khó khăn rồi. Họ thấy gì họ cũng mừng. Nghe vậy mà được cho được chục cái gạo với đồ nữa mừng lắm á. Tại đây, đẹp đây ở đây người ta làm kiếm đồng tiền khó khăn. Dạ được rồi chị ba, được rồi, thôi thôi con không ngồi ghế chị ba ngồi đi. Nghe chị ba. Nếu được mà nghe vậy được là con mừng lắm đó con. Rồi thôi mẹ cũng thay mặt bà con ở dưới rừng ruột cũng cảm ơn cô chú nha, cầu chúc cho cô chú lúc nào làm ăn cũng thuận lợi, vui vẻ, trẻ mãi ông già. Nó nói là ba mẹ đi xuống dưới rồi phụ dì ba hoa phát rồi nữa chứ. Xong rồi tới 2/9 là phải với con. Ba mẹ phụ nữa. 2/9. Dạ con ấy thì cũng ngay chủ nhật luôn á mà. Dạ. Thì cũng dạ từng sau nữa. Dạ. Dạ là chủ nhật tới này, chủ nhật tới. Chủ nhật này xong chủ nhật tới nữa. Dạ. Thì coi như là cái tranh thủ chủ nhật các ông bà cô bác thì những bà con mà đi làm á, thường thường đi làm cũng coi như là cũng đủ giống như là một đủ mọi ngành nghề hết. Rồi thường thường là chỉ có chủ nhật á mới nghỉ, hoặc là những người mà lớn tuổi trong nhà cũng trông chờ là tới chủ nhật. Những người con á giờ không có đi làm giờ mới chở đi nhận quà được, hoặc là ở nhà trong nhà mới đi lấy được nữa. Rồi hôm một lần nữa thì Khánh với gia đình thì cũng cảm ơn anh Khánh với chị Liễu ở bên Úc rất là nhiều luôn, đã tin tưởng Khánh Nguyễn với Phong Nguyễn cùng với gia đình ở đây rồi gửi những phần quà nghĩa tình tới bà con. Thật sự thì thấy vui mừng hạnh phúc rồi chứ không biết nói gì hơn nữa. Giờ không biết là lúc mà phát quà chắc bà con rất là mừng luôn. Yeah. Chia sẻ luôn, lúc này kinh tế á, nó cũng rất là khó khăn. Làm ăn bao nhiêu người ta thất nghiệp nhiều lắm. Giờ nhiều công ty phá sản nữa. Thì ba cái nhu yếu phẩm á, nhu yếu phẩm bây giờ cũng tăng giá rất là cao nữa. Gạo bởi, cũng lên giá. Bởi vậy hồi nãy dì ba nói ở dưới Cần Giuộc á, bây giờ gạo á, gạo mà ăn được á, để giống như là gạo mà ngon ngon chút xíu á, giá nó cao lắm, nên dì ba có nói là thôi mẹ đi dì ba đi ba ở đây cũng bàn là thôi lấy gạo ở trên đây. Thì ở trên đây tại vì Khánh cũng có bán tạp hóa thì cái nguồn á, cái nguồn mình lấy nó cũng giá nó ổn định á, xong rồi chịu khó rồi xe ba gác máy á là chở đi xuống dưới. Mặc dù là mình mua ở đây nó rẻ hơn, mình nói là đi xe xuống nhưng mà xe ở đây là cũng cái anh cũng gần nhà và anh cũng nói thôi chở đi cũng góp công góp của gì vô đó, thì góp vô chút rồi được cái gạo nó tốt nó ngon chút xíu rồi giá nó phải chăng không mà cô bác. Không, ở đây tại chỗ nhà máy lớn luôn mà ta lấy nó cũng nới hơn, đỡ hơn cái là
Hôm nay buôn bán quen rồi. Nhờ buôn bán quen rồi mà quá. Cho anh đỡ một chút. Chứ để mua lại nữa thì tiền nồng nó đã nồng. Thôi bây giờ nãy giờ chia sẻ niềm vui hạnh phúc của nhà rất là nhiều rồi. Thôi bây giờ đi dưới kiếm đồ ăn đi. Thôi, cảm ơn cô chú, trời được như vậy là nhiều lắm, bà con ta mừng lắm á. Gửi cho dì ba trước để dì ba mừng, cầm có phiếu để mừng. Rồi là gửi tiền cho mẹ, coi như là kỳ này là chắc ăn rồi, chủ nhật phát thôi, chủ nhật cho phát. Dạ. Chắc ăn rồi, giữ phiếu rồi chắc ăn rồi để dì ba. Tới đó đi một phần nữa là mình cũng cố gắng mà để mình trao, nói chung mình trao hết cái tình thương của anh chị để gửi tới bà con. Rồi thôi bây giờ chắc cả nhà mình chào ông bà cô bác, chào khán giả luôn nha mẹ. Chào bà, chào luôn nha dì ba. Rồi chào bà cô bác luôn. Nguyễn Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Mẹ cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh thì đặt, có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình